Xin chào quý khán giả đã quay trở lại với chương trình Cà phê Talk, một số đặc biệt kết hợp cùng với Prudential. Trong số lần trước, chúng ta đã có cơ hội được ngồi cùng với hai anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý của Prudential để chia sẻ về thị trường bảo hiểm cũng như là những thay đổi để thích nghi. Và trong số lần này, ngồi cùng với Linh ngày hôm nay đó là anh Lê Đình Hải, giám đốc cấp cao của phòng phát triển đội ngũ và mạng lưới kinh doanh kênh đại lý. Rất cảm ơn anh Hải đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Và anh Hải có thể chia sẻ đôi chút về bản thân mình được không ạ? Xin chào Thùy Linh và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Cà phê Talk ngày hôm nay. Thì Hải rất vui được chia sẻ cùng với Thùy Linh trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Hải ạ. Anh Hải thân mến, thì trong tập trước khi được trò chuyện cùng với hai anh chị là giám đốc văn phòng tổng đại lý đến từ Prudential của mình, thì em cũng thấy rằng các anh chị mặc dù là đã đạt được những cái thành công nhất định trong sự nghiệp của mình, có đội ngũ riêng, nhưng các anh chị vẫn phải luôn thay đổi để đáp ứng được với cái yêu cầu của thị trường. Trong tập này, có anh Hải ngồi đây ạ, thì em cũng muốn được biết với các cái yêu cầu mà thay đổi từ thị trường đấy, thì không biết đấy có phải là nguyên nhân để khiến cho Prudential là một doanh nghiệp bảo hiểm lâu đời nhất trên thế giới và với 25 năm hoạt động tại Việt Nam, thì mình cũng phải có những chiến lược để thay đổi. Và hiện tại, Prudential mình cũng đã đang làm gì để khẳng định cho vị trí cam kết trở thành người đồng hành tin cậy nhất với nhân viên, tư vấn viên và khách hàng, và đặc biệt là đối với các anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý. Trong số này thì em hy vọng là mình cùng có thể đi tìm được câu trả lời cho những câu hỏi mà em vừa nêu ra. Thì để trước khi mà đi vào trong phần nội dung chính, thì em nghĩ là em cũng sẽ có một vài câu hỏi gần gũi hơn một chút với anh Hải, là môn thể thao ưa thích của anh là môn gì ạ? Nếu nói về thể thao, thật ra anh chỉ có hai môn mà anh chơi khá là thường xuyên. Dạ. Môn đầu tiên sẽ là môn chạy bộ. Thật ra khi anh lựa chọn chạy bộ là cái môn mà giúp mình có thể là điều hòa được tất cả những cái nhịp thở của mình, cũng như là tạo cho mình một cái không gian để mình có cái suy nghĩ và mình có những sự sáng tạo nhất định trong cái quá trình mình chạy bộ. Môn thứ hai là môn anh chơi ít thường xuyên hơn một chút, thì đó là môn bowling. Anh nghĩ là một trong những cái môn mà đòi hỏi là cái tính chính xác, đòi hỏi cái sự quyết đoán, và nhiều khi mình lựa chọn đúng cái điểm rồi, làm thế nào để mình có thể là mình có được những cái cú hat-trick, hoặc là làm thế nào để mình có thể là mình có những cú strike, mình làm đánh đổ 10 cái trái banh nó cùng trong cùng một cái cú đánh của mình. Thì anh nghĩ đó là hai cái môn anh chơi thường xuyên. Dạ. Em thấy hai môn thể thao ưa thích của anh Hải cũng có rất là nhiều điểm tương đồng với cả cái sự nghiệp của mình, cũng như là cái cách anh quản lý hay vận hành team, đội ngũ. Vì anh Hải là một người yêu thích chạy bộ và bowling, và để tăng cái sự thử thách một chút cho chương trình của mình, thì em sẽ mời anh chơi một môn khác, đó chính là boxing. Và trong 5 phút là không biết là với trò chơi này thì anh Hải liệu mình sẽ ghi được bao nhiêu điểm, và anh có sẵn sàng để tham gia thử thách này không ạ? Thật ra là anh chưa chơi boxing bao giờ. Tuy nhiên anh nghĩ là cuộc sống mà, mình luôn luôn có những cái sự thay đổi, mình đón nhận những cái mới, thì anh sẵn sàng. Và bây giờ liệu xem trong vòng 5 phút liệu anh có thể hạ gục được đối thủ hay không nha. Chỉ có 5 phút thôi. 5 phút thôi ạ. Thế bình thường một trận đánh lâu lắm mà nè. Anh chỉ có 5 phút thôi à. Đây là thử thách của chương trình mà anh. Oh. Em mời anh ạ. Thôi để anh thử đi ha. Okay. Dạ vâng. Mình đã sẵn sàng chưa ạ? Ok, bắt đầu. May quá, anh vẫn còn tồn tại, sống sót. Và anh nghĩ là anh vẫn còn đứng để chia sẻ tiếp với Linh được. Không biết là anh cảm thấy thế nào ạ? Cảm ơn Linh, anh nghĩ là khi bắt đầu thôi hơi hồi hộp một chút, nhưng mà giờ anh cảm thấy rất là phấn khởi. Cái game này anh thấy nó rất là thú vị nè. Nó giống một phần cái công việc của anh. Giống như là mình còn phải có chiến lược. Nhưng mà khi mình quan sát đúng không? Mình quyết định đưa ra chiến lược nào để mình có thể là mình tấn công được. Và sau khi chiến lược là mình thực thi, thì mình đánh bên trái, đánh bên phải, hay là mình đánh kiểu gì, thì đó là nghĩa là cái thực thi của mình nó cũng quan trọng. Và trong cái quá trình đó thì mình có sự di chuyển, thay đổi và thấy được chiến thuật của đội bạn. Dạ. Thì nó cũng giúp anh là mình thay đổi lại một cái phần tiếp cận của mình. Và nghĩa là mình đã làm khá tốt phần vừa rồi. Dạ vâng.
Cái này hay quá, em rất là muốn tìm hiểu rõ theo anh sử dụng những cái chiến thuật vừa rồi trong game vừa rồi, trong công việc của mình như thế nào. Ok, sẵn sàng. Để chia sẻ kỹ hơn thì hiện tại là ở Prudential là anh đang làm gì ạ? Quay lại một chút xíu về bản thân của anh đi ha. Anh có khoảng 16 năm trong ngành tài chính, wow, ngân hàng và bảo hiểm. Và với Prudential thì anh có khoảng gần 4 năm đồng hành cùng với Prudential. Nếu nói về cái công việc mà anh đang tham gia và có cái sự ảnh hưởng thì nó cả một cái hành trình từ việc mình xây dựng cái chiến lược tuyển dụng để mình lựa chọn và phát triển một cái người tư vấn viên. Sau khi mình lựa chọn vào rồi thì làm thế nào để phát triển người tư vấn viên đó thành một cái người tư vấn viên tinh hoa. Và trong cái con đường sự nghiệp thì mình sẽ có luôn cái phần là liên quan tới phát triển theo lộ trình của một người quản lý tư vấn viên. Thì anh cũng có một phần trong cái hành trình để phát triển các anh chị trở thành những người quản lý tư vấn viên. Xuyên suốt trong quá trình từ tuyển dụng, phát triển bán hàng, phát triển tư vấn viên thì những công cụ liên quan tới số hóa và hỗ trợ bán hàng nó sẽ là một phần trong cái hành trình mà tụi anh đồng hành cùng với lực lượng của mình. Tuy nhiên một cái phần quan trọng hơn đó là việc lựa chọn, phát triển và đồng hành cùng các anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý thì phần này sẽ là cái phần chính chúng ta sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay. Dạ vâng. Trước khi mình đi sâu hơn vào sự đồng hành của Prudential với các anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý thì em có hơi tò mò một chút khi lúc nãy anh chia sẻ là 16 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, bảo hiểm thì trong cái quá trình đấy anh có những cái bước ngoặt nào mà cũng đã là thay đổi cuộc đời của mình không ạ? Nếu nói về bước ngoặt thay đổi thì anh nghĩ là nó có khá là nhiều. Tuy nhiên là một trong những cái mà anh nghĩ là lớn nhất trong cuộc đời của anh và anh có thể chia sẻ với Thùy Linh và các quý vị khán giả thì vào năm 33 tuổi khi mà anh đang ở trong cái con đường sự nghiệp anh nghĩ là khá là thành công và mình có nhiều cơ hội để phát triển bản thân của mình. Tuy nhiên anh nghĩ là mình có những cái yếu tố mình cần phải thay đổi bản thân, mình cần phải trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng và có nhiều trải nghiệm hơn thì anh quyết định đi du học vào năm anh 33 tuổi và anh trở thành một người sinh viên toàn thời gian trong vòng 2 năm. Thì đó là một cái quyết định nghĩa là táo bạo và cho anh được những cái kiến thức, những cái trải nghiệm để giúp anh có thể là hỗ trợ tốt hơn trong công việc ngày hôm nay. Đấy là về cuộc sống của mình. Còn về xét về công việc chẳng hạn thì theo như anh thấy cái sự quan trọng của cái việc thay đổi để thích nghi nó ở mức độ như thế nào ạ? Trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi như hiện nay, nó có nhiều sự thay đổi kể cả về mặt kinh tế vĩ mô, vi mô cũng như sự cạnh tranh của trong và ngoài ngành. Với ngành bảo hiểm nhân thọ, những sự thay đổi về luật trong thời gian vừa qua thì điều đầu tiên là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao được chất lượng bán hàng. Và để nâng cao được chất lượng bán hàng thì lực lượng tư vấn viên của mình cũng ngày càng được thay đổi. Nên là việc tuyển chọn, phát triển cũng như việc đào tạo các lực lượng tư vấn viên cần phải thay đổi về chất lượng nhiều hơn nhằm giúp chúng ta có thể phục vụ khách hàng một cách tốt hơn. Đặc biệt khi cơ cấu về thu nhập của người tư vấn viên thay đổi nhằm giúp cho tư vấn viên có thể phục vụ và đồng hành với khách hàng dài lâu hơn thì tư vấn viên cũng là cái người cần phải thay đổi. Ngoài cái việc mà trau dồi những kiến thức, kỹ năng thì việc sử dụng tất cả những cái công cụ hỗ trợ, các công cụ về số hóa, làm thế nào để cái hành trình phục vụ khách hàng của mình càng trở nên thuận lợi hơn và mình mang lại cái dịch vụ hoàn hảo hơn cho khách hàng cũng là điều rất là quan trọng đối với một người tư vấn viên. Đứng về phía Prudential thì ngoài cái việc mà mình sẽ trang bị các kiến thức, kỹ năng sau khi mà mình tuyển chọn cái lực lượng tư vấn viên chất lượng hơn rồi thì cái hành trình trang bị cho tư vấn viên nó còn đòi hỏi nhiều hơn là mình cần có những cái yêu cầu về cập nhật liên tục những sự thay đổi của luật, cập nhật liên tục các kiến thức chuyên ngành, các kiến thức về đầu tư để giúp mình có thể mang lại một cái dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng. Nhắc đến sự thay đổi này về chất lượng cũng như là về dịch vụ thì em được biết rằng là trong quý 4 năm 2023 thì Prudential mình cũng có ra mắt cái mô hình văn phòng tổng đại lý mới. Thì so với cái mô hình văn phòng tổng đại lý trước đây á, là có những sự thay đổi khác biệt ở điểm nào ạ? Với mô hình văn phòng tổng đại lý mà Prudential cho ra mắt năm 2023 thì anh nghĩ đây là một cái mô hình mới, tạo ra một cái diện mạo hoàn toàn mới so với diện mạo trước đây. Và trong cái mô hình văn phòng này tạo ra một cái không gian mới hơn để mình có thể đón tiếp phục vụ khách hàng. Mình tạo ra một cái không gian để cho các anh chị tư vấn viên, quản lý tư vấn viên mình có cơ hội để mình có thể là mình phát triển bản thân, đội nhóm thông qua việc tuyển dụng, đào tạo cũng như là mình có những cái cuộc họp hoặc là có những cái câu chuyện mà mình trò chuyện quanh quanh với nhau, mình có thể mình chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng với đội ngũ của mình. Ngoài ra thì các anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý thì anh nghĩ đây là một cái cơ hội để phát triển doanh nghiệp của mình, có cơ hội nắm bắt được tốt hơn các cơ hội kinh doanh của mình. Vậy thì không gian mới ở đây anh có thể tả là nó sẽ như thế nào ạ? Anh sẽ đi từ phương diện của khách hàng.
Vì về cơ bản tất cả những gì chúng ta làm nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt hơn. Đối với khách hàng thì khi mà mình lựa chọn để mình bắt đầu hành trình 5, 10 hoặc 15 năm hoặc dài hơn cùng với một doanh nghiệp bảo hiểm thì đầu tiên là cái ấn tượng đầu tiên của mình thì phải là một cái ấn tượng mình thể hiện sự trân trọng, chỉnh chu với khách hàng. Dạ. Thì Prudential với mô hình mới này mình đang làm được điều đó. Và khi mình trong cái hành trình mình đồng hành như vậy thì mình cần phải có một cái người tư vấn viên. Dạ. Cùng đồng hành với mình trong cái hành trình. Thì một người tư vấn viên lựa chọn để phát triển sự nghiệp của mình, để mình phục vụ khách hàng trong cái hành trình làm nghề tư vấn viên bảo hiểm, hoặc là trong cái hành trình làm nghề chuyên viên hoạch định tài chính của mình, thì một cái văn phòng trẻ trung, năng động, nơi cho các anh chị tư vấn viên một cái không gian thỏa sức sáng tạo, mình có cơ hội để mình kết nối, chia sẻ và phát triển bản thân, thì từ đó quay trở lại là mình sẽ mang lại những dịch vụ tuyệt vời hơn cho khách hàng của mình. Dạ. Thì anh nghĩ đó là hai cái vai trò khách hàng và tư vấn viên. Vậy thì với anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý thì như thế nào? Anh nghĩ là doanh nghiệp của mình sẽ phát triển bền vững khi mình có một cái lực lượng tư vấn viên và quản lý tư vấn viên hùng hậu. Đồng thời cái phần quan trọng hơn là khách hàng của mình và sự hài lòng khách hàng của mình sẽ là yếu tố để giúp cho cái doanh nghiệp của mình sẽ phát triển nhanh hơn và phát triển bền vững hơn. Thì với mô hình này thì các anh chị sẽ hoàn toàn có cơ hội để mình có thể là vừa tuyển dụng, phát triển đội ngũ của mình và đồng thời phục vụ khách hàng của mình một cách tuyệt vời hơn. Prudential thì sẽ có lợi thế và thách thức gì trong việc triển khai mô hình văn phòng tổng đại lý mới này ạ? Anh nghĩ là mình có một cái lợi thế rất lớn từ cái nguồn lực tài chính của mình. Thì mình có một nguồn lực tài chính rất là vững vàng. Và mình có một cái lộ trình thay đổi trong cái mô hình văn phòng tổng đại lý theo mô hình mới một cách bài bản. Và ở đây mình có thêm một cái lợi thế là ở tập đoàn, mình có một cái sự đầu tư, sự đồng hành cộng với những cái yếu tố hỗ trợ từ phía của tập đoàn. Thì anh nghĩ đây là một cái lợi thế không phải một công ty nào cũng có ở thời điểm hiện tại. Riêng đối với phần thách thức thì anh nghĩ là để mình thay đổi cho cả một cái hệ thống lớn 270 văn phòng trên tất cả các tỉnh thành của mình thì nó đòi hỏi mình cần có thời gian để mình có thể thực hiện sự thay đổi này, đồng thời có những sự thay đổi điều chỉnh phù hợp giúp cho cái sự thay đổi này nó được diễn ra một cách thuận lợi nhất. Riêng đối với Prudential thì anh tin là 25 năm vừa qua mình đã có rất là nhiều sự thay đổi và để có được vị trí dẫn đầu ngày hôm nay thì tất cả những sự thay đổi đó đã được thực hiện một cách rất là thành công. Thì lần này anh nghĩ cũng không phải là một ngoại lệ đối với chúng ta. Cảm ơn anh Hải. Mình vừa nhắc tới mô hình rồi này, mình cũng nhắc tới những lợi thế và những thách thức. Vậy thì mình sẽ nhắc tới, anh nghĩ là một cái phần quan trọng nhất, đấy là nhân tố, là con người để tạo nên sự thành công của cái mô hình này. Vậy thì với các anh chị là giám đốc văn phòng tổng đại lý, các anh chị cần phải có những nội lực gì để có thể phát triển thành công một văn phòng tổng đại lý? Khi nói tới điều hành một doanh nghiệp thì thường chúng ta sẽ nghĩ ngay tới việc là mình sẽ cần phải có một nguồn lực tài chính rất là dồi dào. Điều đó là điều cần thiết. Tuy nhiên nó cũng chưa phải là điều tất cả để một doanh nghiệp có thể thành công. Trong ngành bảo hiểm, đặc biệt hiểm nhân thọ của mình có những sự thay đổi chuyển mình, giống như luật kinh doanh bảo hiểm mình mới vừa thay đổi, thì đòi hỏi các anh chị cần phải có kiến thức, có kinh nghiệm, đặc biệt mình cần phải có những chiến lược, và từ những chiến lược của mình cần phải có những mục tiêu rõ ràng. Và trong cái hành trình phát triển doanh nghiệp của mình thì mình cần có một cái sự kiên định và kiên trì trong cái việc theo đuổi mục tiêu của mình. Thì anh tin rằng là với cái mục tiêu rõ ràng mình đặt ra, với cái sự kiên trì và kiên định thì các anh chị cùng với sự đồng hành của Prudential thì các anh chị chắc chắn sẽ có được những sự thành công. Riêng đối với các anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý, theo anh thôi thì mình sẽ có hai cái giá trị nó khá là phù hợp và nó sẽ khá là liên quan tới cái hành trình mà phát triển doanh nghiệp của các anh chị. Yếu tố đầu tiên là khi mình là một người chủ doanh nghiệp thì mình phải luôn luôn theo đuổi cái tinh thần khởi nghiệp của mình. Mình phải vượt qua tất cả những cái rào cản, những cái giới hạn để mình phát triển của doanh nghiệp của mình một cách tốt hơn và bền vững hơn. Yếu tố thứ hai nó sẽ khá là tương đồng với cái giá trị cốt lõi Prudential đang theo đuổi là mình lấy khách hàng làm kim chỉ nam. Thì trong yếu tố này nó sẽ giúp cái doanh nghiệp của các anh chị sẽ phát triển một cách bền vững hơn khi mình hướng tất cả những gì mình làm dành cho khách hàng của mình. Thì sự hài lòng của khách hàng chính là cái sự thành công của doanh nghiệp của các anh chị. Sau nhiều năm phát triển kênh đại lý của Prudential thì anh Hải thấy điều gì là rào cản khiến các ứng viên tiềm năng còn ngại đầu tư vào việc phát triển văn phòng tổng đại lý theo mô hình mới ạ? Với cái vai trò là một giám đốc văn phòng tổng đại lý thì anh nghĩ là vai trò này nó sẽ đòi hỏi các anh chị phải có sự cân bằng. Dạ. Giữa việc mình là một cái người bán hàng, phục vụ khách hàng, việc mình xây dựng và phát triển đội ngũ của mình cũng là yếu tố thứ hai nhằm giúp cho business của mình, giúp cho cái quá trình hoạt động kinh doanh của mình bền vững hơn. Tuy nhiên cái vai trò quan trọng nhất
vẫn là cái vai trò điều hành cái doanh nghiệp của mình. Và với những sự thay đổi trong thị trường thời điểm hiện tại thì anh nghĩ là sự cân bằng làm thế nào để mình có cái sự phân bổ thời gian phù hợp ở cả ba vai trò này là một trong những cái điều khá là thách thức với các anh chị. Nhưng mà anh nghĩ là vai trò làm chủ mà mình cần phải hiểu là mình sẽ lựa chọn ở từng thời điểm đưa ra cái quyết định nào đó sẽ là quyết định phù hợp, giống như cái môn boxing mình chơi lúc nãy. Thì anh nghĩ là mình lựa chọn cái quyết định là thay vì mình ra đòn thời điểm này, thay vì mình quyết định mình sẽ quan sát thêm, hay là mình quyết định là mình sẽ không làm gì cả, dạ, thì anh nghĩ là cuối cùng là sẽ có những cái cơ hội, nhưng đồng thời nó sẽ là cho cái người giám đốc văn phòng tổng đại lý là luôn luôn phải có những sự cập nhật, cải tiến để mình có thể có những cái quyết định đúng đắn. Để giúp các ứng viên tiềm năng này phá rào ạ, thì Prudential đồng hành cùng với họ ra sao ạ? Trong 25 năm và đồng hành cùng với hệ thống thì ngoài cái việc mình là luôn luôn đầu tư vào cái việc tuyển dụng, phát triển kinh doanh, vận hành và làm thế nào để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, thì Prudential cũng luôn luôn đón đầu tất cả những sự thay đổi. Như Linh cũng biết là trong thời gian vừa qua thì Prudential cũng kết hợp với Viện Quản trị và Công nghệ FSB thuộc Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh, mình cho ra đời một cái chương trình nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp dành cho các anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý. Thì đây cũng là một trong những cái sự thay đổi mà Prudential cùng với hệ thống của mình để nắm bắt được những cơ hội nhằm giúp phát triển cái doanh nghiệp của mình một cách bền vững hơn. Đặc biệt đối với các anh chị mà là ứng viên, là những cái người mà bắt đầu cái hành trình xây dựng sự nghiệp cùng với Prudential ở vai trò giám đốc văn phòng tổng đại lý, thì cái nguồn lực tài chính là một trong những cái hỗ trợ bước đầu mà Prudential cam kết trong cái hành trình đồng hành trong thời gian sắp tới. Và với cái cam kết đồng hành này, sự hỗ trợ tài chính của mình lên đến 3.8 tỷ. Và cái sự hỗ trợ này nó kéo dài trong vòng 24 tháng cùng với cái hành trình xây dựng lực lượng, phát triển kinh doanh và hỗ trợ phục vụ khách hàng. Thì cái hành trình này nó trong 24 tháng đầu tiên. Tuy nhiên, cái hành trình nó còn kéo dài nhiều hơn sau đó để mình có thể là làm thế nào để giúp doanh nghiệp các anh chị phát triển một cách bền vững trong hành trình 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thì đây là cái cam kết đồng hành của Prudential trong suốt cái hành trình đồng hành cùng các anh chị. Dạ vâng. Với những chia sẻ của anh Hải ạ, em nghĩ một doanh nghiệp mới để phát triển thì đó đúng là những cái mà doanh nghiệp đấy lo lắng, quan tâm về con người, về nội lực, về tiềm lực. Và nếu như mình có một người đồng hành có thể cùng với mình sẻ chia những cái gánh nặng đó thì thật sự nó giúp em vững bước hơn rất là nhiều cho cái việc mà mình có thể phát triển doanh nghiệp của mình hay là kể cả phát triển văn phòng tổng đại lý nữa. Đến thời điểm này thì không biết là mình đã quy mô của mình đã đạt được bao nhiêu văn phòng tổng đại lý? Sau một khoảng thời gian ngắn triển khai thì hiện tại Prudential mình đã có 25 văn phòng tổng đại lý đã thực hiện chuyển đổi cái hệ thống văn phòng mình theo mô hình mới rồi. Và ở thời điểm hiện tại mình còn một số văn phòng đang trong quá trình hoàn thiện trước khi mình cho ra mắt cái văn phòng theo mô hình mới này. Dạ vâng, vậy thì đánh giá của các giám đốc văn phòng tổng đại lý mới về mô hình văn phòng này như thế nào ạ? Đầu tiên là anh phải cảm ơn tất cả các anh chị là giám đốc văn phòng tổng đại lý của mình đã cùng đồng hành và trong cái bước chuyển đổi này. Và khi mà bắt đầu cái sự chuyển đổi thì mình có sự đón nhận rất là hào hứng từ tất cả các anh chị. Và sau khi mình thực hiện cái mô hình mới thì các anh chị cũng có phản hồi là mô hình mới là tạo ra một cái không gian cực kỳ tuyệt vời để mình có thể phục vụ khách hàng. Và mình có một cái môi trường làm việc tốt hơn để thu hút và phát triển các lực lượng tư vấn viên trẻ. Và cái kết quả kinh doanh thì trong những bước đầu tiên nó cũng sẽ có những bước tiến tốt hơn so với thời điểm trước đó. Dạ. Và không biết là Prudential của mình ấy, khi mà mình phát triển những cái mô hình tổng đại lý mới này thì mình có kỳ vọng gì không ạ? Với sự thay đổi lần này thì Prudential thể hiện một cái cam kết mình giữ vững cái mức đầu tư, mình thể hiện cái cam kết đồng hành nhằm có thể giúp các anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý của mình phát triển cái kinh doanh của mình ngày càng tốt hơn và từ đó chúng ta có thể phục vụ khách hàng một cách hiệu quả hơn. Thì Prudential mình có một cái kỳ vọng đến năm 2028 mình sẽ có 100% văn phòng tổng đại lý của mình được thực hiện theo cái chuẩn mô hình văn phòng tổng đại lý theo mô hình mới. Và sự thay đổi lần này anh nghĩ là nó đòi hỏi cả về mặt thời gian và đòi hỏi công sức của tất cả nhiều cái nguồn lực khác nhau, thì nhiều yếu tố khác nhau và nhiều bên liên quan. Nên cái hành trình từ đây đến năm 2028 với mong muốn là 100% cái văn phòng tổng đại lý của mình theo mô hình mới, thì anh nghĩ đó là một hành trình mà mình cần phải có nhiều sự thay đổi để mình cùng nhau mình có thể là hoàn thành được cái mục tiêu nhằm phục vụ khách hàng của mình một cách vững vàng hơn. Dạ vâng. Điều mà anh Hải vừa chia sẻ thì em cảm giác nó là một cái gì đấy tạo ra giá trị rất lớn, không chỉ riêng cho mỗi Prudential
mà em còn thấy là nó tạo ra giá trị cho cả ngành bảo hiểm, và em nghĩ nó có thể là những yếu tố mà có thể thay đổi thị trường bảo hiểm trong những năm tới. Và em thấy thôi, rõ ràng là mình đã có tất cả mọi thứ rồi. Mình có mô hình rồi này, mình cũng có luôn tiềm lực để đầu tư cho mô hình rồi. Và đôi khi mình vẫn sẽ quay lại câu chuyện thôi. Vậy thì mình cần những con người để mà có thể là những người thực hành, để biến cái mô hình này và biến những cái mong ước của mình thành giá trị cho xã hội thật sự. Và nhiều khi cơ hội ở đó, nhưng tôi không biết cơ hội. Vậy thì làm thế nào để Prudential mình có thể thu hút những ứng viên tiềm năng về một cơ hội rất tốt mà nó đang hiển hiện rõ ngay trước mặt bạn đây ạ? Anh nghĩ là mình có cái hệ thống trải dài khắp cả nước, là nơi mình có thể là mình có nhiều cái cơ hội để mình lắng nghe và mình cập nhật cái yếu tố phát triển mỗi một ngày cho doanh nghiệp của mình. Và với cái sự thay đổi mỗi một ngày của thị trường kinh doanh ở thời điểm hiện tại, thì việc luôn luôn lắng nghe, cập nhật để trở thành một cái phiên bản ưu việt hơn, thì điều đó là điều luôn luôn nằm trong cái yêu cầu công việc của anh và của doanh nghiệp của mình. Thì khi lựa chọn người dẫn đầu và người luôn luôn sẵn sàng để thay đổi, để nắm bắt tất cả các cơ hội, thì anh nghĩ yếu tố đó cực kỳ quan trọng. Dạ. Yếu tố thứ hai thì mình sẽ có hơn 200 anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý. Và với bề dày kinh nghiệm gần 25 năm, thì anh nghĩ khi mình nhân số năm kinh nghiệm lên, thì cái cơ hội để các anh chị mà mới bước vào cùng với Prudential, mình sẽ có cơ hội để mình học hỏi, phát triển, và mình sẽ có những tấm gương đi trước để mình noi theo. Thì yếu tố này không phải công ty nào, không phải người đồng hành nào cũng có thể có được ở thời điểm hiện tại trên thị trường. Và một trong những yếu tố thứ ba anh nghĩ là sự đồng hành hỗ trợ về tài chính trong những bước đi đầu tiên, nó sẽ là bước khởi đầu, và một cái cam kết đồng hành trong suốt cái hành trình 5 năm, 10 năm và nhiều hơn con số đó, thì đó là cái cam kết Prudential luôn luôn thực hiện trong cái hành trình phát triển cùng với đối tác của mình. Với anh đó, điều duy nhất bất biến trong cuộc sống đó là sự thay đổi. Và lựa chọn để mình thay đổi theo một cái tinh thần như thế nào rất là quan trọng. Nếu mình thay đổi với một cái tinh thần lạc quan, tích cực, thì chính là mình cho bản thân mình những cái cơ hội và nắm bắt những cái cơ hội trong cái cuộc sống và trong kinh doanh của mình. Thay đổi để thích nghi là cụm từ được anh Hải nhắc đến rất nhiều trong chương trình nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Và khi thị trường bảo hiểm thay đổi, nhu cầu của khách hàng thì tăng lên, và không chỉ các tư vấn viên, các giám đốc văn phòng tổng đại lý cần phải thay đổi, mà kể cả những doanh nghiệp có tuổi đời hàng trăm năm như Prudential cũng cần có thay đổi. Và trong quá trình đó thì Prudential cũng đồng hành với các văn phòng tổng đại lý để mình xây dựng được một môi trường bảo hiểm minh bạch và chuyên nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp thì cũng hiểu rằng muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì mình đi cùng với nhau. Rất là cảm ơn Thùy Linh đã đồng hành trong chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi chương trình Cafe Talk ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các anh chị trong hành trình đồng hành cùng Prudential. Và trong số sau thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một vị khách mời khác để mình có thể làm sáng tỏ được hơn những định kiến trong ngành bảo hiểm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.